bỏ bình ga mini vào nồi cơm cậu bé tái hiện lại cảnh đánh bom khiến ai xem xong cũng phải tái mặt mới đây một đoạn clip ghi lại cảnh trời thương trời độ người mẹ khi chỉ vài giây nữa thôi là quả bom nổ chậm do người con trai tạo ra khiến phụ huynh nhẹ thì dính thương tật nặng hơn thì nguy hiểm đến tính mạng theo đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ngôi nhà cho thấy một cậu bé với thái độ rất chi là hồn nhiên dùng chân mở nắp chiếc nồi cơm điện rồi nhanh tay cho chiếc bình ga mini vào bên trong đóng kín lại mọi chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi cậu bé đưa quả bom nổ chậm đó cắm vào ổ điện của gia đình thót tim hơn là trước đó ít giây người mẹ vừa đi qua chiếc nồi cơm điện nhưng may mắn được các cụ gánh còng lưng nên chiếc bình ga chưa phát nổ đúng lúc vừa khuất tầm nhìn thì một tiếng nổ vang lên ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đoạn clip lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng dân tình được phen thót tim khi chứng kiến cảnh bình ga mini phát nổ bên cạnh đó nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm khi không có ai bị thương trong vụ việc này. Quán ăn sắp khai trương nổ lớn gây rung chuyển mặt đất, khiến 7 người bị thương. Mới đây, một vụ nổ lớn đã bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sức ép của vụ nổ đã khiến mặt đất rung chuyển, làm nứt vỡ tường nhà và làm 7 người bị thương, trong đó có hai người nước ngoài. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 25 phút ngày 16 tháng 7 đã xảy ra một vụ nổ khí ga tại Shop House nằm trong tòa nhà The City Life. Căn nhà này đang được sửa chữa thành một nhà hàng và chuẩn bị khai trương. Từ đoạn clip trích xuất từ camera cho thấy, sức ép của vụ nổ khiến toàn bộ hệ thống trần thạch cao, tầng 1 và tầng 2 của nhà hàng bị phá tung, hư hỏng nặng. Nhiều thiết bị điện, hệ thống cửa kính bị vỡ nát, văng xa hàng chục mét, các nhà bên cạnh bị hư hỏng nhẹ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường. Nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ nổ là do dò dỉ khí ga. Hai con bò lao vào cửa hàng húc nhau, khiến hai người bị thương. Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh hai con bò được xông vào cửa hàng húc nhau khiến hai người phụ nữ bị thương nhẹ. Theo đó, một trong hai con bò đã phải lùi vào lối đi hẹp của cửa hàng vì sợ đối thủ con bò ở phía ngoài sau đó tung ra cú húc, khiến con bò ở phía trong bị nhấc bổng lên không trung. Lúc này cả hai người phụ nữ ngã xuống đất. May mắn thay, nhiều ví và túi sách để trong cửa hàng đã rơi trúng hai người phụ nữ, giúp họ tránh được những cú đá của một trong hai con bò. Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông đã trèo lên hàng hóa và dùng gậy đuổi hai con bò ra khỏi cửa hàng. Được biết, hai người phụ nữ bị thương nhẹ và hai con vật đã chạy trốn ra đường. Sự việc đã được báo cáo với chính quyền nhưng người dân địa phương khẳng định cho đến nay vẫn chưa có hành động nào được thực hiện. Kinh hoàng đá lớn rơi từ trên núi xuống, xuyên cửa kính ô tô, đập vào đầu du khách trên xe. Vào ngày 11 tháng 7 vừa qua, tại huyện Tiểu Kim, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra một cảnh tượng đáng sợ, khi một tảng đá lớn bất ngờ rơi từ trên núi xuống, đâm xuyên cửa kính ô tô, khiến một nữ du khách ngồi trong xe bất tỉnh. Theo đoạn clip được trích xuất từ camera cho thấy, một chiếc xe chở khách du lịch đang di chuyển qua một đoạn đường đèo. Chỉ vài giây sau đó, một tảng đá lớn bất ngờ rơi từ trên núi xuống, đâm xuyên qua cửa kính. Không may, tảng đá đập trúng vào một người phụ nữ đang ngồi trên xe, khiến cô bất tỉnh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa nạn nhân đến bệnh viện. Cảnh sát sau đấy cho biết, nạn nhân đã tỉnh lại và may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Khỉ nổi loạn hung hăng tấn công bé trai trên phố. Đang chạy trên đường, bé trai bất ngờ bị hai con khỉ lao tới tấn công, khiến nhiều người sợ hãi. Vụ việc bé trai bị khỉ tấn công xảy ra tại Mathura, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại. Trong clip, một bé trai 5 tuổi đang chạy trên đường thì bất ngờ bị hai con khỉ lao vào tấn công. Phát hiện ra sự việc, người dân xung quanh đã lập tức lao đến giải cứu. May mắn là nhờ sự có mặt kịp thời của người dân, nên bé trai đã trốn thoát một cách an toàn